Ba Võ Tắc Thiên huyền thoại si bít, Phạm Băng Băng đẹp vẫn bị cấm, Lưu Hiểu Khánh trùng tu lố. Võ Tắc Thiên là một trong những nhân vật lịch sử truyền cảm hứng nhất cho các nhà làm phim Hoa ngữ. Thế nên, không ít sao nữ từng gây xôn xao khi cùng hóa thân thành nữ hoàng đầu tiên của Trung Hoa. Trong đó, có ba người tạo được tiếng vang lớn nhất là Phạm Băng Băng, Lưu Hiểu Khánh và Phan Ninh Tử. Hãy cùng xem thử giờ họ thế nào nhé! Phạm Băng Băng. Năm 2014, Võ Mị Nương truyền kỳ của Phạm Băng Băng ra mắt khán giả và thu hút được sự chú ý của cả châu Á. Ngoài việc quy tụ được dàn mỹ nhân tuyệt sắc thì loạt tạo hình lộng lẫy, hút mắt của Phạm Băng Băng cũng khiến người ta phải suýt xoa. Dựa vào sự đầu tư phục trang kỳ công ấy, khán giả đã thôi để ý đến diễn xuất của nữ diễn viên, chỉ tập trung ngắm nhan sắc của cô. Với thành công của vai Võ Mị Nương, Phạm Băng Băng cũng thoát khỏi hình ảnh nàng hầu kim tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách, vươn lên thành nữ hoàng của làng giải trí Hoa ngữ. Đáng tiếc, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô lại tự tay hủy mọi thứ vì vướng vào ồn ào thuế.